Hôn nhân chết dần bởi ta trần trụi trước mắt Giao. Chưa lấy Giao thì háo hức đón đưa, gọi điện, nhắn tin. Tên trai má vẫn chưa hết chuyện, ngồi cả đêm bên Giao mà vẫn còn quyến luyến không rời. Lấy nhau rồi, ngồi cạnh Giao còn chả buồn mở miệng, nhìn rồi cụp mắt. Nếu có nói chuyện, giao lưu thì phần lớn là cãi cọ, tranh luận, chê biểu, hất giọng đến chán ngán thời nhau. Đó là hôn nhân đấy ư? Có bạn không? 1 năm, 3 năm hay 5 năm? Mình đoán rằng chưa chắc đã tới mốc 5 năm là trần trù mọi thứ trước mắt giao. Những lời yêu có cánh, hẹn hò lãng mạn, món quà bất ngờ, những dành hết thế giới cho em sẽ biến mất đi. Có mấy ai vượt qua được sự trần trụi của hôn nhân? Bởi khi đã về chung một nhà, cũng có nghĩa là được trần tính cách nhau ra để sống. Có rất nhiều người rất khó để thích nghi nhau và hốt hoảng nhận ra người ta có đang gọi là vợ, là chồng, không giống người mà ta đã từng yêu thương trước khi cưới. Theo các chuyên gia, giai đoạn 5 năm đầu hôn nhân được xem là giai đoạn chông chơ nhất, giai đoạn mà giới tâm lý thường gọi đó là giai đoạn khủng hoảng, giai đoạn dở mộng. Dở mộng về tính cách, dở mộng về cách ứng xử, dở mộng về cả tình cảm của người bạn đời. Cho ta như rơi từ giấc mộng đêm hè của những người đang yêu xuống thực tế cùng sống với bao nhiêu chi tiết đời thường trần trụi. Khi còn yêu nhau, người ta thường tranh thủ thời gian hẹn hò để gặp nhau. Khi ấy, mọi hành động tốt đẹp, cử chỉ lịch sự, đẹp đẽ đều được trưng ra. Còn khi đã về ở chung một nhà, những điều khách sáo, giữ ý ấy dường như không còn nữa. Thay vào đó là những thói quen, tật xấu của mọi người sẽ dần lộ ra, đặc biệt là ở các đức ông chồng. Để rồi bạn nhận ra bủa chay quanh mình là hiện thực trần trụi, chứ bao lo toan vất vả. Người bạn đời từng nồng nàn yêu thương, chứ chán chấp thanh thoát, giờ chỉ thấy một đống hù lù. Đi làm về thì dứt cặp táp, bật tivi hay lay hoay bấm game trên điện thoại hay lướt Facebook. Để mặc vợ bù đầu rối tóc, chồng mong lao nhà, nấu ăn rồi chăm con, rồi cởi trần như nhộng, lượn qua lượn lại, chứ hân hình bụng bia. Trong mắt các ông chồng còn đâu nàng hơi dịu dàng, hỏ hẻ, tóc dài hước kha, nói gì cũng chớp chớp mắt ngơ ngác. Giờ chỉ hiện nguyên hình một con mụ nói nhiều hay cằn nhằn, bất cứ gì cũng chỉ hoắc hoắc miệng nói, liên huyên hồi liên hoắc. Ra áp lực tài chính, cơm áo gạo tiền. Mà có lần mẹ mình từng nói, khi mình trở thành hiếu nữ, kinh tế quyết định 90% cuộc sống hôn nhân bền vững và hạnh phúc con ạ. Những ai kết hôn rồi sẽ thấy có rất nhiều vấn đề phải sử dụng đến tiền, tuốt tuồn tuột những chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, tiền học cho con, việc khăm hỏi gia đình nội ngoại họ hàng, đến việc mua nhà đổi xe, sẽ khiến cho các cặp vợ chồng chết ngợp trong mớ bồng bông ấy. 24/24 cứ phải căng óc dắt não ra để chạy đua kiếm tiền, rồi hứa cảm xúc hy dị của tình yêu, tình vợ chồng từ sớm đã rơi xuống 18 tầng địa ngục rồi. Rồi những cãi giả, những mâu thuẫn của các hành viên sống chung trong gia đình, chồng hoặc vợ, đều có thể xảy ra cho bất kỳ ai và bất kỳ thời điểm nào, vì khác nhau về tính cách, thói quen, nhu cầu, sở thích, văn hóa, lối suy nghĩ khác nhau. Cho độ tuổi cho các hành viên trong gia đình sẽ làm cuộc đời chúng ta như ngộp hở. Những tích tụ cứ tích tụ, những bực dọc cứ bực dọc, những bế tắc cứ bế tắc, rồi chán ngán đời nhau, rồi cáo bẳn bực dọc, giận đà, ít chia sẻ. Như cô bạn tôi từng nói, ít truyền thống với nhau.
những tích tụ lắng động, những hờn trách lắng động, những bực dọc lắng động, rồi cuộc hôn nhân ấy sẽ đi về đâu? Chỉ có bạn là người mới quyết định nó. Để kết lại đoạn văn này bằng chia sẻ của nữ văn sĩ Deborah Mogart trên tạp chí Madame Vigago rằng: 10 năm tôi không sống chung với người đàn ông tôi yêu. Chạy lần một tuần, tôi đạp xe đến thăm anh. Chúng tôi dành cả bữa tối với nhau và buổi sáng khi đi ăn tại một quán cà phê gần nhà đó cho bạn bè. Sau đó tôi lại trở về nhà mình và bắt đầu làm việc. Điều này diễn ra trong 10 năm, và đó là 10 năm hạnh phúc nhất đời tôi. Chúng tôi yêu nhau điên cuồng, nhưng chúng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sống cùng nhau, thậm chí không bao giờ nói về đó. Tôi có lúc đã từng nghĩ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân quá nhiều áp lực và sự gió mộng về người đàn ông bên cạnh mình, muốn biến mất khỏi đời nhau để không phải là dấu vết. Nhưng rồi lời mẹ tôi nói chợt che chọc cho bộ não bé nhỏ của tôi: hôn nhân để cùng hoàn thiện đời nhau và làm cho nhau tốt lên con ạ. Hãy tin là như vậy. Ừ thì tin, để đi tiếp. Trích Nàng Váy Hoa.